Vào ngày 3 tháng 6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phú Lộc và Ban Quản lý rừng Bắc Hải Vân tìm thấy tổ chức cứu hộ một nam thanh niên bị lạc 12 tiếng trong rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Trước đó, vào ngày 2 tháng 6, anh Võ Tấn Tài, sinh năm 2000, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là sinh viên năm 4 trường Đại học Xây dựng miền Trung tại thành phố Đà Nẵng, đi vào tiểu khu 251 thuộc rừng phòng hộ Bắc Hải Vân để câu cá, thì không may bị lạc đường. Sau nhiều giờ lạc trong rừng sâu, anh Tài vẫn không thể tìm được đường trở về. Nhận tin báo, khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 6, đồn biên phòng Lăng Cô phối hợp với Công an huyện Phú Lộc và Ban Quản lý rừng Bắc Hải Vân khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến gần 3 giờ ngày 3 tháng 6, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nam thanh niên sau gần 12 giờ bị lạc trong rừng, cung cấp thức ăn, nước uống cho nạn nhân. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe của nạn nhân vẫn đảm bảo, lực lượng tìm kiếm đã đưa nạn nhân ra khỏi rừng an toàn.